Rồi chào bạn quay trở lại với cái video tiếp theo mình nhé. Thì có một số bạn nói mình là hiện tại bây giờ ở bên Linux có khá là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Ở đây mình đang nói là những cái phiên bản ở trong một cái bản Distro nhé. Ví dụ như là Linux Mint hoặc là Ubuntu, cái này nó gọi là một cái bản Distro. Thì ở trong những cái bản Distro này nó sẽ có rất là nhiều những phiên bản khác nhau. Ví dụ như là phiên bản full đầy đủ. Chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ bên Linux Mint đi, thì nó có là cinnamon này rồi mate rồi uh, xfce đúng không nó là có ba phiên bản như vậy thì uh, bây giờ có một số bạn hỏi mình là không biết là nên chọn cái phiên bản nào cho phù hợp với cái máy của bạn Đó, cho nên là cái video ngày hôm nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ với các bạn nhé Rồi thì hiện tại bây giờ mình đang ở bên trong trang chủ của Linux Mint các bạn. Thì thường thường Linux người ta sẽ hay có ba cái phiên bản. Ở đây là các bạn bấm vào download các bạn sẽ thấy này. Đây chúng ta sẽ có thường thường là ba phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản cinnamon. Cinnamon này có thể là những cái bản distro khác ấy, thì nó sẽ là cái tên khác. Nhưng mà thằng Linux Mint thì nó tên là cinnamon. À, cái bản thứ hai là bản mate và cái bản thứ ba là cái bản XFCE đấy thì những cái bản này nó là như thế nào cái bản nào là cái bản nhẹ nhất và ổn định nhất thì khi mà nghiên cứu như các bạn ấy thì mình cũng phải tìm tòi rồi đi tìm hiểu đủ thứ hết thì cuối cùng ấy, mình cũng tìm ra đây là câu trả lời của bên Linux Mint người ta trả lời luôn thì đây là người ta nói là chúng ta chọn cái phiên bản nào cho phù hợp này đó và ý nghĩa của những cái phiên bản này thì bạn thấy nè cái bản đầu tiên là cái bản cinnamon nhé bạn nha, bản đầu tiên là bản cinnamon đây, đầu này mình cho các bạn coi cinnamon này, cinnamon là cái bản phổ biến nhất các bạn nha và cũng là cái bản chính thức mà nhà lập trình những lập trình viên người ta design ra, người ta lập trình ra à, bởi linux mint ha, rồi à, thì thằng này nó được cái nó đẹp, nó nhiều tính năng mới, đó là cái bản cinnamon nó là cái bản full luôn chúng ta gọi là cái bản full đó, đầy đủ hết luôn rồi cái bản tiếp theo đó là cái bản mate mình đọc là mate ha rồi thì cái bản này nó là nó chạy trên cái môi trường mọi classic classic giống như các bạn thấy là khi mà các bạn chạy Windows ấy thì thay vì là cái giao diện Aero của Windows 7 bóng 7 trong suốt này kia hoặc là giao diện Metro của Windows 10, Windows 8 nhìn nó đẹp đẹp, đẹp đúng không? Thì các bạn chuyển qua cái giao diện Classic thì nhìn nó giống như là Windows 95 ngày xưa vậy đấy Đấy cái kiểu như thế, nó gọi là Classic à, Và nó cũng có thằng Genome 2 luôn Rồi, à, thì thằng Linux Mint này là nó mặc định là kết hợp cái Desktop giữa thằng 2006 và 2011 Đó, rồi à, Và người ta nói là cái thằng, cái thằng, Lin, cái bản mà Mate này ấy Nó sẽ làm ra chậm hơn cái bản Cinnamon có nghĩa là nó sẽ ra sau phát hành sau cái bản Cinnamon. Nhưng mà thằng MATE này được cái, thằng MATE này được cái là nó chạy nhanh hơn, không? Chạy nhanh hơn và cái bộ cài của nó thì nó ít hơn và nó ổn định hơn Cinnamon. Ở đây người ta có ghi rất là rõ này. Rồi, tiếp tục là cái bản XFCE thì bạn thấy đây là cái bản siêu nhẹ, có cái môi trường siêu nhẹ, lightweight. <laughs> lightweight uh, desktop environment ha, siêu nhẹ luôn. Và nó không có hỗ trợ nhiều cái tính năng à, giống như Cinnamon và MATE bất có nghĩa là nó ổn định hơn này bất ít extremely stable có nghĩa là nó ổn định hơn nó cực kỳ ổn định và nó rất là nhẹ cái bộ cài của nó rất là nhẹ và nó uh, chiếm cái tài nguyên cũng rất là nhẹ luôn Đã, người ta nói rất rõ ở đây Đã, cho nên là tới đây ấy, chúng ta có thể có câu trả lời đó là nếu như mấy các bạn mà cảm thấy là yếu chạy không nổi những cái bản Cinnamon thì các bạn có thể tham khảo cái bản mate và xfce để chúng ta có một cái à, bản Linux nó nhẹ nhàng hơn. Thế các bạn thấy này, ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình này. Cinnamon rất là đẹp đúng không? Cinnamon cực kỳ đẹp luôn, bóng bẩy đẹp lắm. Rồi, thằng Mate bạn nhìn này, Classic, đấy. Thì nó sẽ bị mất cái giao diện bóng bẩy đi ha. Đó. Rồi, tiếp tục bạn nhìn cái thằng XFCE này. Đây XFCE. Nó còn cực kỳ là rút gọn hơn nữa, nó cực kỳ rút gọn hơn và cực kỳ xấu hơn nữa. Nhưng mà được cái là nó ổn định và nó nhẹ các bạn nha, máy yếu có thể chạy được, rất là nhẹ. Đó. Rồi, phiên bản 32 bit và 64 bit thì ở đây người ta cũng có nói này. Đó, nếu mà máy tính mà được sản xuất vào khoảng sau năm 2007 á thì nó hỗ trợ thằng 64 bit thì các bạn sẽ chạy cái bản 64 bit và người ta khuyến cáo chúng ta, khuyến khích chúng ta là nên xài 64 bit 64 bit recommend đó. Rồi Ok, bây giờ chúng ta sẽ tải thử cái bản gọi là bản XFCE là cái bản cùi bắp nhất để chúng ta cài thử coi xem là nó nhẹ đến mức độ thế nào các bạn nhé Thì ở đây các bạn coi này, cái phần uh, download. đây nó có cái bản XFCE bạn bấm vào đây. Thì bạn thấy này, thằng XFCE này cái size của nó thì cũng là một GB 8 thì nó cũng tương đương với thằng uh, Cinnamon thôi, chả có nhẹ hơn đâu. Nhưng mà ở đây này, các bạn có thể coi đây. Cái uh, announcement này. Ở à đây bạn coi cái cấu hình của nó đây, cấu hình của nó yêu cầu chúng ta là một gb ram và hai ghi à, là yêu cầu này, người ta khuyến khích chúng ta là hai ghi, còn tối thiểu của nó là một ghi ha, rồi 15 lăm ghi ổ đĩa trống, còn người ta khuyến khích chúng ta là hai chục đó, đấy cấu hình nó rất là quáp thôi. Nói chung là những cái bản Linux này, kể cả các bản cinnamon cũng vậy các bạn, cinnamon thì nó cũng đòi hỏi ít lắm, chứ nó không có đòi hỏi nhiều đâu. Này, các bạn coi này cinnamon này. Đây, cấu hình này không cũng y chang thôi, chả khác gì cả. nói chung á, là khi mà nó yêu cầu phần cứng để cài á thì nó yêu cầu rất là cùi bắp. nhưng mà khi chúng ta xài đó thì các bạn xài cái bản cinnamon các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ giật lắc nếu như máy bạn yếu nha. nó cũng giống như là windows vậy thôi, khác gì cả. thì các bạn cứ hiểu nôm na cái bản mà xfce uh, này á nó cũng giống như là bản windows live y chang chả khác gì cả. rồi mình sẽ tiến hành là tải đi, tải cái bản xfce uh, này nhá thì các bạn tải các bạn sẽ tải cái link của Việt Nam ấy tải cho nó nhanh tại vì nó trong nước chúng ta nó tải sẽ nhanh hơn còn các bạn tải những cái link khác thì nó sẽ chạy chậm lắm ở đây có Việt Nam rồi các bạn bấm đây tải về rồi 181 ghi mình start download rồi chúng ta chờ một tí để cho nó tải các bạn nha rồi nó đã tải xong rồi các bạn đây ok bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cài luôn các bạn nha thì do là cái máy của mình ấy, nó không có tương thích với Linux cho được tốt cho lắm, cho nên là mình sẽ dùng máy ảo để mình test cho các bạn xem, xem là cái bản này nó chạy có ngon lành hay không nha. À, thời gian tới thì mình sẽ sắp xếp mình cài trên máy thật cho các bạn xem. Đây các bạn, mình sẽ à, tạo một cái máy mới đi ha, tạo máy mới đi, create, next, install later Linux ha. Ở đây không biết là có linux min hay không Người ta không có nói linux min ở đây Thì mình sẽ chọn là other linux Other linux uh, Đâu rồi Other linux 5x4x kernel Đây mình sẽ chọn là 5x đi 5x and later kernel ha? Nhân 5x sau này đi Mới nhất Rồi next Rồi mình sẽ lưu nó vào một chỗ nha Ổ này đi VM này À, mình sẽ đặt cho nó là uh, Linux Mint Ok Rồi next Rồi cái này mình cho ổ cứng của nó khoảng uh, 60GB đi cho nó thoải mái nha Rồi next Mặc dù nó yêu cầu chỉ có 20GB thôi Nhưng mà chúng ta cho vậy cho nó thoải mái RAM ở đây đang để rất là thấp các bạn RAM đang để đây rất là thấp Thì mình sẽ để mặc định theo RAM này của nó luôn CPU thì hai CPU, rồi để mặc định hết luôn Để xem là nó chạy nổi cái cấu hình mà mặc định không nha. À, đây, file này không nhé Round so này, 64 bit này Close Finish Rồi, mình sẽ cài thử xem sao các bạn nhé Power Đây các bạn Chúng ta nhanh tay chọn à, Linux Mint nhé Để vào bên trong giao diện Live để chúng ta cài chúng ta cài bằng cái kiểu này cho nó dễ các bạn có nghĩa là nó đưa chúng ta vào cái uh, bộ cài mà dạng như là chạy trực tiếp ấy chưa có cài đặt ha Đó, thì chúng ta cài nó dễ hơn còn các bạn cài bên cái môi trường dạng DOS thì nó lằng nhằng lắm cài kiểu này là dễ nhất các bạn cài Linux các bạn cứ cài kiểu này là dễ nhất Các bạn thấy không nó vào đây nó giống như là cái môi trường Windows PE vậy ấy. đây rồi khởi động lên hết chưa nó chưa khởi động xong các bạn Để chờ nó khởi động xong đã rồi sau khi nó khởi động xong thì các bạn thấy này đó, Đây là cái giao diện của cái bản XFCE Khi mà chúng ta chưa cài Thằng này các bạn cứ hiểu nôm na Nó giống như là cái những cái bản Windows PE ấy, Trong cái bộ cứu hộ của chúng ta đó Rồi thì các bạn thấy nó ở đây nó có phần là Install Linux Mint này Các bạn cài vô đó, Chúng ta cài như này nó dễ cài các bạn Chúng ta cài trên kiểu giống như là cài Win trên cái môi trường Windows PE đó, Nó dễ cài Ok các bạn thì mình chờ từ nãy giờ thì mình thấy là nó khởi động khá là lâu Mình nghĩ chắc là cái cấu hình mình set cho nó thấp quá các bạn Nó chạy khá lâu luôn này, bút nãy giờ chưa vô được nữa Cho nên là chắc mình sẽ tắt đi và mình sẽ set lại cấu hình lại một chút các bạn nhé Đây mình sẽ tắt đi Power off luôn Đây Đó và mình sẽ chỉnh sửa lại này chút xíu Có lẽ là mình sẽ cho RAM nó 2GB đi 2GB là 2048 này RAM vậy đi cho nó thoải mái Rồi Ok Ok nè Sẽ bút lên lại các bạn nha Đây mình sẽ vào Linux Mint này Rồi lần này có vẻ khởi động nhanh hơn nữa các bạn Lần này có vẻ khởi động nhanh hơn Rồi mình sẽ gọi bộ cài lên nha Đấy các bạn thấy không Lúc nãy RAM ít quá RAM để có 768 nó hoàn thua Rồi để 2 ghi là bấm phát lên liền Continue này Vậy là chứng tỏ là cũng phải cỡ 2 ghi RAM các bạn nhá Chạy với ngon được đấy Này máy ảo thôi Rồi continue luôn Install Multimedia Code Ok chơi luôn Continue Rồi Cài một phát một nó nhận driver này Nhận driver <laughs> Nhận driver nó full được cái màn hình của máy ảo ra mình phóng to máy ảo đi đấy full màn hình máy ảo này lúc nãy các bạn thấy là nhỏ nhỏ đúng không đấy, nó nhận driver rồi erase install now luôn chơi luôn continue rồi mũi giờ nha Việt Nam này là Việt Nam time continue tên vô ha VM đây <laughs> automatic continue Rồi ok Bây giờ chúng ta ngồi chờ nó cài các bạn ok sau khi cài xong chúng ta sẽ coi thử xem là nó chạy có ngon hay không hay ổn định hay không nha Rồi, sau khi nó cài xong ta nhấn restart now cho khởi động lại nha. Các bạn nhấn enter cho khởi động lại này. Đó, có vẻ 2GB thì chạy ngon các bạn. 2GB chạy ngon ha. Rồi tắt cái này đi ha. Ok, nó đã khởi động xong rồi các bạn. 64 bit chạy rất là mượt. Quá đã luôn. Đó. Đây là cái giao diện của bản XFCE uh, các bạn Nhìn nó không có được uh, màu mè bằng cái bản Cinnamon Nhưng mà theo uh, Linux Mint người ta nói đó Thì cái bản này là cái bản ổn định nhất và nhẹ nhất các bạn nha à, Nhẹ như nào thì cũng chưa biết được Nhưng mà mình nghĩ là chắc là những cái máy yếu sẽ chạy tốt Thì thời gian tới mình sẽ cố gắng mình cài cái này lên máy thật để Xem trải nghiệm xem như thế nào Còn đây là uh, máy ảo để mình muốn nói cho các bạn biết là những cái bản này nó khác nhau cái gì và chúng ta nên đưa ra cái lựa chọn là xài cái bản nào cho nó phù hợp, các bạn. Đây cái thằng này ở đây thì nó đã có sẵn cái trình uh, duyệt là Firefox rồi, thì hầu như là những cái uh, Distro của Linux ấy là đa số là chúng ta cài vào là đã có sẵn cái thằng uh, Firefox để chúng ta xài. Các bạn không cần phải cài trình duyệt khác nữa nha. Còn các bạn thích thì các bạn vẫn có thể cài những trình duyệt khác vào còn mặc định là đây đã có sẵn rồi, đây cài xong thì chúng ta sẽ install những cái update này vào, đây ok apply update, password vào, để cho chạy hết cái update các bạn, à, ngon lành ngay gì đâu, install update này, ok này Orton Rồi cái này chúng ta cứ để cho chạy update các bạn nha Tính sau để Chúng ta coi những cái này coi xem là Như thế nào Mình cảm thấy là trên máy ảo chạy này là rất là nhanh các bạn Trên máy ảo chạy này là rất là nhanh rồi Quá là đã luôn Đấy rất là nhiều tính năng hay thì mình sẽ cố gắng là mình cài những cái phần mềm cần thiết mà chúng ta hãy sử dụng trên Windows vào đây để chúng ta đưa ra những cái trải nghiệm làm sao đó để chúng ta có thể làm việc được giống như trên Windows có thể sử dụng được giống như trên Windows một cách thoải mái về làm việc uh, phổ thông và làm việc chuyên nghiệp thì uh, mình sẽ cố gắng tìm ra những cái giải pháp còn về game thì mình chịu thua các bạn nhé game thì mình chịu thua bởi vì là ở trên Linux ấy, khi các bạn chơi game thì nó không có được giống như trên Windows nha cho nên là về game thì mình chịu thua rồi thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha Bye bye Xin chào các bạn Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích Các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công